Hello, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Thảo Dược Người Dao xin giới thiệu và gửi đến tất cả các bạn một cái cây thuốc trong cái vườn thuốc của chính gia đình Thảo Dược Người Dao. Cái cây hôm nay mà Thảo Dược Người Dao muốn gửi đến đó chính là cái cây sâm đương quy nhá, các bạn nhé. Đấy, nó đến. Sâm đương quy thì chắc hẳn là nhiều người cũng đã biết đến cây sâm này rồi. Tuy nhiên trên thực tế nó hình ảnh của nó như nào thì lát nữa mọi người sẽ được biết đến. Và nhân đây thì Thảo Dược Người Dao cũng gửi đến toàn thể các bác. Bác nào có nhu cầu với cái cây sâm đương quy này thì vui lòng liên hệ với Thảo Dược Người Dao. Thảo Dược Người Dao còn một vườn nữa chuẩn bị được thu hoạch. Còn cái vườn này thì là vườn được 3 tháng tuổi nhé các bác nhé. Đây chính là cái sâm đương quy đây này. Đây là sâm đương quy được 3 tháng, gần 3 tháng tuổi. Đấy. Đây. Tôi sẽ đưa các bác đi tìm hiểu một vòng. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho các bác. Bác nào có nhu cầu về cái sâm này bán buôn chẳng hạn thì hãy gọi cho tôi. Vườn này là của gia đình tôi, trồng được khoảng gần 3 tháng, với lại tổng số cây ở cái vườn này rơi vào tầm khoảng gần 1 vạn nhé. Đây, tổng số cây trong vườn khoảng gần 1 vạn ở trên này nữa. Đây, tôi sẽ đưa các bạn đi xem một vòng. Nếu mà bạn nào bác nào chưa biết đến cây sâm đương quy thì các bác có thể tìm hiểu tham khảo trên mạng để các bác nhìn rõ hơn. Đây, đây, đây. Sâm này thì to rồi, sắp đào được rồi nha các bạn nhé. Đấy, có một số cây thì sắp đào được rồi. Tại vì là những cái cây này thì nó nhanh lớn. Tuy nhiên là phải đến mùa đông thì cái dược chất trong cây sâm đương quy này nó mới tốt. Đấy, khoảng thời gian đấy thì người ta mới thu hoạch cái sâm này. Đây. Về cái giá trị kinh tế thì cây sâm này đem lại một cái giá trị rất là lớn. Đấy. Đây là một cái cây sâm xóa đói, giảm nghèo, rất là bền vững ở trên vùng cao. Rồi, tiếp tục đi xuống dưới này, tôi đưa các bác đi xuống dưới này để xem tiếp những cái cây ở dưới này. Bác nào có nhu cầu muốn kinh doanh cây sâm đương quy này thì vui lòng liên hệ cho tôi với số điện thoại là 0374 988 027. Đây nữa. Đấy. Khá là lớn. Rồi, tôi sẽ chọn một cái khu vực đẹp nhất để giới thiệu cho các bác, gửi đến các bác những thông tin thiết thực nhất, những cái thông tin mà hữu hiệu nhất về cái cây sâm đương quy này. Đây, sâm này là cây này là cây to nhất này. Đấy. Đối với lại sâm đương quy này thì
Nó được biệt danh là nhân sâm dành cho phụ nữ, tại vì là nó rất là tốt đối với lại chị em phụ nữ. Hiện tại thì củ nó còn hơi bé. Tôi xin phép là tôi sẽ không nhổ hoặc là không đào nó lên. Để cho các bác biết đây, lá của sâm đương quy nó như này. Nhiều bác bảo lá sâm đương quy gần giống với lá của cây đinh lăng, thì lá đinh lăng nó bé hơn cái này khá là nhiều nha các bác nhé. Đấy, lá đinh lăng bé hơn cái này rất là nhiều. Tuy nhiên là gọi là hình dạng thì nó cũng gọi là cũng giống nhau một phần thôi. Còn cây sâm đương quy này lá của nó to nha các bác nhé. Đấy. Tên của cây sâm đương quy này nó có khá là nhiều tên gọi khác nhau. Ví dụ như là người ta còn gọi cây sâm đương quy này gọi là tần quy này, vân quy này. Đấy. Này, đây là một cái thảo dược được dùng rất là nhiều cho những cái đơn thuốc bổ này để điều trị cái thuốc bổ đối với chị em phụ nữ, hoặc là một cái vị thuốc đứng đầu bảng đối với việc bổ máu hoặc là bệnh đau xương khớp đấy. Cây này mới chỉ gọi là được gần 3 tháng thôi. Vườn này mới chỉ gần 3 tháng. Bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho tôi. Sâm đông quy nó đến công dụng của nó thì tôi nêu ra cho các bác một số những cái công dụng của cái cây sâm này. Cái thứ nhất là những cái trường hợp mà bị suy nhược cơ thể này, bị thiếu máu này, thì chúng ta có thể sử dụng cây sâm đương quy này. Các bác có thể lấy khoảng 16 gram đương quy kết hợp với lại 12 gram thuộc địa, 8 gram bạch thược và 6 gram xuyên khung. Tất cả những cái vị thuốc này các bạn cho vào ấm sắc chung với khoảng là 800 800 ml nước, đến khi nào còn khoảng 300 ml thì các bác bắc ra và chia làm 3 lần uống trong một ngày. Đấy, đấy là những cái trường hợp mà bị thiếu máu ấy. Đây. Đấy, tôi không biết là các bác có nhìn rõ không. Đây chính là sâm đương quy của gia đình tôi nhé. Còn năm ngoái thì tôi có đi quay một vườn sâm của gia đình anh em người Mông. Tuy nhiên là năm nay đến tận thời điểm hiện tại thì tôi cũng có một vườn gọi là cũng đến thời gian thu hoạch rồi. Đấy, thì bác nào có nhu cầu thì các bác cứ alo cho tôi với số điện thoại là 0374988027. Một cái tiếp theo nữa là những cái trường hợp nào mà bị rong kinh hay là sảy thai ra máu ấy, thì các bác sử dụng cái đương quy này kết hợp với lại sinh địa. Hai vị này thì mỗi vị 12 gram, kết hợp với lại 16 gam bạch thược, xuyên khung, cam thảo với lại ngải diệp, mỗi vị 8 gam. Các bác cho vào ấm, xong đổ thêm 1 lít nước vào sắc trên lửa nhỏ. Khi sắc nước còn khoảng một nửa, tức là nửa lít ấy, thì các bác chia làm nhiều lần uống trong một ngày. Đấy. Và mỗi ngày thì các bác nên chỉ sử dụng đúng một thang này. Thì nó sử dụng trong khoảng thời gian 5 đến 7 ngày thì nó sẽ cho cái hiệu quả rất là tốt. Đấy. Ngoài ra thì cái cây sâm đương quy này nó còn có tác dụng là chữa táo bón này, huyết nhiệt này. Đấy, để những cái trường hợp mà bị táo bón này thì các bác có thể sử dụng là đương quy này, thục địa này, đại hoàng, cam thảo và đào nhân mỗi vị 4 gram. Kết hợp với lại sinh địa này, thang ma mỗi vị 3 gram và 1 gam hồng hoa. Tất cả các bạn cho vào ấm rồi cho thêm khoảng 600 ml nước sắc đến khi nào còn khoảng một nửa, tức là còn khoảng 300 ml nước thì các bạn bắc ấm ra, đó đổ chia làm nhiều lần uống trong ngày.
nó sẽ rất là tốt đối với những cái trường hợp mà bị táo bón ấy. Đây. Ngoài ra nữa thì những cái trường hợp mà bị nhức đầu này, đau khắp mà mình mẻ này, thì các bác cũng có thể sử dụng cái cây sâm đương quy này kết hợp với lại nhục quế mỗi vị khoảng 12 gram, cộng với lại 20 gram thục địa này, trích thảo này, căn khương này mỗi vị 8 gram, thì các bác cho tất cả vào nồi sắc cùng với lại 800 ml nước. Đấy, sắc trên lửa nhỏ. Khi nào đến khoảng còn khoảng lại 400 ml nước thì các bác chia làm hai lần uống trên ngày, thì nó có thể làm giảm những cái triệu chứng mà bị đau nhức đầu, đỏ mặt, đau khắp mình mẩy của các bạn nhé. Ngoài ra nữa thì cái cây sâm đương quy này nó còn chữa được cái cảm mạo phát sốt ở trẻ em. Các bác có thể sử dụng đương quy này, sa sâm này mỗi vị khoảng 4 gram, kết hợp với lại sinh địa 8 gram, bạch thượng 3 gram, xuyên khung này, tiêu khương mỗi vị 2 gram. Các bạn cho tất cả vào nồi, cho 1 lít nước vào, sắc trên lửa nhỏ. Sau đây khoảng đến khi nào nó còn khoảng 300 ml nước thì các bạn chia ra uống 3 lần trên một ngày. Để mỗi ngày các bạn dùng một thang như vậy, dùng trong khoảng thời gian 2 đến 3 ngày thì những cái trường hợp mà phát sốt ở trẻ em nó sẽ được cải thiện rất tốt. Đấy. Và một cái đặc biệt nữa đối với cái sâm đương quy này thì những cái trường hợp mà bị thiếu máu ấy, đấy, chúng ta phải đi thêm máu, bổ máu, thì chúng ta nên sử dụng cây đương quy này rất tốt. Đấy, đây là một cái vị thuốc đứng đầu trong cái việc bổ máu hoặc là bệnh xương khớp đấy. Thì các bác nên sử dụng khoảng 12 gram đương quy này kết hợp với lại sinh khương, tức là gừng khô đấy, với lại quế chi, đại táo mỗi vị 6 gram, cộng với lại 10 gram bạch thược, khoảng 50 gram đường phèn. Đấy, các bác đem tất cả tiến hành sắc cùng khoảng 800 ml nước trên lửa nhỏ đến khi nào còn khoảng 300 thì các bác thêm đường phèn vào và chia làm uống 3 lần trên một ngày. Đấy, đây là những cái vị thuốc bổ máu, một vị thuốc đứng đầu bảng trong các vị bổ máu đấy. Ngoài ra thì cây sâm đương quy này còn có tác dụng chữa cao huyết áp. Đấy, chữa bệnh cao huyết áp nhé. Để mà chữa chứng cao huyết áp ở người già thì chúng ta có thể sử dụng đương quy, sinh địa, đẳng, sâm nam mỗi vị khoảng 10 gram này, táo chua này, phục linh này và vỏ chai mỗi vị 16 gram, kết hợp với lại 6 gram vân mộng hương và 3 gram hoàng liên này. Các bác đem tất cả những cái vị thuốc mà tôi vừa kể kết hợp với lại khoảng 1 lít nước, các bác sắc trên lửa nhỏ đến khi nào mà lượng nước còn khoảng 300 ml thì các bác đem ra uống, và mỗi lần các bác một ngày các bác uống 3 lần như vậy cho tôi. Đấy. Còn ngoài ra nữa thì cây sâm đương quy này còn có tác dụng là chữa lao phổi này. Đấy, và hỗ trợ điều trị bệnh ung thư nhé các bác nhé. Và một cái nó cũng không kém phần quan trọng, mà chính là cái viện điều trị bệnh xương khớp. Đối với người già ấy, thì chúng ta cũng có thể sử dụng cái cây sâm đương quy này để mà điều trị bệnh xương khớp. Thì đây là một cái thành phần nó không thể thiếu trong cái bài thuốc xương khớp. Có thể kể đến một số cái vị thuốc trong cái bài thuốc trị bệnh xương khớp như là sâm đương quy này, xuyên khung này, thiên nhiên kiện này, nhiều cái dây đau xương này. Đấy, và một số những cái vị thuốc ở trên vùng cao chúng tôi nữa. Đấy, đây là một cái vị thuốc nói chung là rất là tuyệt vời. Và cái cây sâm đương quy này thì chúng ta ngoài cái việc sắc uống thì chúng ta còn có thể sử dụng để mà hầm với lại thịt này, hầm gà này, hầm
chân giò này rất tốt đối với chị em phụ nữ sau sinh này, hoặc là đối với những cái người mà bị suy nhược cơ thể, đặc biệt là ở người già, những cái trường hợp mà bị đau xương khớp ấy. Và chúng ta cũng có thể lấy lá kết hợp với lại những cái vị thuốc ở trên rừng, chúng ta đem đun nước để tắm cũng năng rất là tốt. Và một cái đặc biệt là cây sâm đương quy này được rất là nhiều anh em ở thành phố đấy, sử dụng để ngâm rượu. Và tôi cũng được rất là nhiều bác gọi điện lên đặt hàng, gọi là ngâm rượu sẵn để gửi cho các bác ấy. Thì tuy nhiên thì trong cái vấn đề ngâm rượu thì nó khó vận chuyển, nên là tôi hay gửi cái củ sâm tươi cho các bác về đem rửa sạch rồi các bác tự ngâm rượu thì nó sẽ tốt hơn đấy. Đây là sâm đương quy, cây này chỉ được khoảng 1 tháng rưỡi thôi đấy. Những cái cây này là gần 3 tháng này đấy. Tại vì là vườn này tôi trồng khoảng gần 1 vạn cây, cho nên là trong cái quá trình chăm sóc, cái khoảng thời gian mà tôi trồng thì nó trời khá là nắng, để ở trên kia có một cái thùng mà tôi dùng để tưới nước, nên là tôi chỉ làm được 2 luống, với lại luống thứ ba này làm được 2 thửa, với lại một cái luống này, còn lại mấy cái luống về sau thì tôi trồng sau, mới trồng được cách đây hơn 1 tháng rưỡi thôi thì nó đã lớn như vậy. Đó là một số những cái thông tin mà tôi tham khảo được, tôi muốn gửi đến tất cả các bạn. Bạn nào có nhu cầu buôn bán chẳng hạn về cây sâm đương quy này thì hãy liên hệ cho tôi sẽ gửi cho các bạn. Tại vì là sâm này thì các bạn có thể nhiều bạn đã từng biết đến và đã từng trực tiếp sử dụng rồi, tuy nhiên là vẫn còn rất là nhiều người chưa biết đến cái cây sâm đương quy này nó như thế nào, thì hôm nay tôi muốn giới thiệu. Và để mà hiểu rõ hơn thì các bạn có thể tìm hiểu thêm những cái thông tin ở trên mạng, rồi sẽ biết được cái tác dụng của sâm đương quy này như thế nào và giá trị của cây sâm này như nào, thì các bạn nên tìm hiểu ở trên mạng rồi sẽ rõ. Còn bác nào có nhu cầu về sâm này thì có thể alo điện thoại trực tiếp cho em sẽ gửi cho các bác với số điện thoại 0374988027. Vâng, xin cảm ơn tất cả bác rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái chương trình tiếp theo.